Bùi Tiến Dũng và bài học đắt giá cho tương lai phía trước. Trong chiến thắng ngược dòng tuyệt vời của U22 Việt Nam ngày hôm qua, bên cạnh những pha làm bàn đẹp mắt của Thành Chung hay Hoàng Đức, thì tình huống mắc sai lầm dẫn tới bàn thua giữa hiệp 1 của Bùi Tiến Dũng cũng sẽ là chủ đề còn được dư luận, người hâm mộ nhắc đến trong những ngày tới. Sai lầm của Bùi Tiến Dũng đến từ sự chủ quan khi thủ môn này nghĩ rằng mình có thể điều khiển tốt trái bóng. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn giải pháp đóng bóng an toàn ra ngoài biên để chịu phạt góc, thủ thành của Hà Nội FC lại bất ngờ có pha xử lý lập bập khiến bóng rơi đến gần vị trí của Ricky Pozzi và cầu thủ này đã không bỏ qua cơ hội ghi bàn mở tỷ số. Rất may sau đó các cầu thủ của chúng ta đã có thể giải vây cho Bùi Tiến Dũng khi ghi liền hai bàn thắng để giành thắng lợi chung cuộc 2-1. Và ngay cả Dũng sau khi để thủng lưới đã không bị khớp và thi đấu chắc chắn, không mắc thêm lỗi nào nghiêm trọng. Nói về tình huống này với zin.vn, quả bóng vàng Việt Nam năm 2008, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho biết, Tiến Dũng xử lý pha đó quá tự tin nên mắc sai lầm. Lẽ ra, pha bóng đó không có gì nguy hiểm. Là thủ môn, ưu tiên hàng đầu là phải an toàn. Cậu ấy hoàn toàn có thể đẩy bóng ra chịu quả phạt góc thay vì cố gắng chụp bóng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng tải trên trang cá nhân sau trận hôm qua. Kết thúc một trận đấu khó khăn, thật hạnh phúc khi chúng ta đoàn kết để cùng vượt qua. Tôi sai đã có các bạn sửa, chúng ta cố gắng vì một lá cờ trên ngực. Xin cảm ơn tất cả mọi người Việt Nam. Trạng thái của thủ môn người Thanh Hóa nhận được 40.000 lượt bày tỏ cảm xúc, 2.700 bình luận, gần 500 chia sẻ chỉ sau 14 phút. Nhiều cổ động viên Việt Nam đã tỏ ra thông cảm với sai lầm của Tiến Dũng. Vấn đề về người gác đền luôn là nỗi lo của người hâm mộ bóng đá Việt Nam mỗi khi đội tuyển tham gia những giải đấu lớn trong nhiều năm. Đã rất nhiều lần, trong những trận đấu căng thẳng và quan trọng, những người thủ thành đã từng rất xuất sắc bỗng nhiên phạm những lỗi lầm khó hiểu và hệ quả là đội tuyển phải nếm trái đắng. Nỗi lo ấy chỉ được xóa đi vào đầu năm ngoái với chiến tích Thường Châu của U23 Việt Nam, khi Bùi Tiến Dũng đứng trong khung gỗ, để rồi từ đó Bùi Tiến Dũng và Đặng Văn Lâm đã đem đến cho người hâm mộ cái cảm giác mà lâu rồi mới có được, đó là có thể dựa vào vị trí gác đền để hy vọng vào chiến thắng. Dĩ nhiên, theo thời gian, cảm giác ấy sẽ có những lúc bị lung lay bởi một vài khoảnh khắc khó tránh, nhưng nhìn chung, mọi thứ với dư luận rồi sẽ ổn. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng với Văn Lâm, còn Tiến Dũng thì khác. Việc Dũng nuôi giấc mộng trở thành một trung vệ xuất sắc nhưng rốt cuộc lại trở thành thủ môn tỏa sáng ở Thường Châu có thể nói là một cái duyên đặc biệt. Và cái duyên để Dũng theo đuổi nghiệp giữ gôn, năm 16 tuổi nó cũng chính là điểm nhấn quan trọng nhất trong những biến cố đầy màu sắc của cuộc đời chàng trai sinh năm 1997. 16 tuổi mới bắt đầu học để trở thành một thủ môn chuyên nghiệp, nhưng chỉ 2 năm sau, Dũng đã là người gác đền số 1 của tuyển U19 Việt Nam, tạo nên những tiếng vang mạnh mẽ trên đấu trường châu lục và quốc tế. Tiếp đến là màn trình diễn đáng nhớ ở giải U20 World Cup năm 2017, giải đấu mà Dũng là một trong 3 thủ môn có nhiều pha cứu thua thành công nhất ở vòng đấu bảng, tổng cộng 14 lần, và cũng chỉ thêm 1 năm nữa để Dũng có những màn trình diễn xuất sắc nhất của anh trong khung gỗ U23 Việt Nam tại Trung Quốc, khiến giới hâm mộ và các nhà chuyên môn đi từ khâm phục đến ngưỡng mộ, đặc biệt là những pha cản phá penalty đầy tự tin và xuất sắc. Nhưng Tiến Dũng đã đến với SEA Games năm nay với những sức ép rất lớn. Dấu hỏi về phong độ đã được nhắc đi nhắc lại xuyên suốt trước giải đấu. Khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí tại màu áo câu lạc bộ, có những cái tên khác nổi bật hơn cho vị trí gác đền tại tuyển U22. Và kể cả những việc ngoài lề, chặng đường của Dũng không hề dễ dàng. Để rồi với sai lầm trong trận đấu gặp Indonesia, niềm tin yêu của một bộ phận ủng hộ Dũng cũng phần nào lung lay. Với vị trí của người hâm mộ, chỉ mong rằng chúng ta hãy tin tưởng ở sự lựa chọn của thầy Park. Không biết lý do thực sự của ông là như thế nào, nhưng nó phải rất quan trọng thì ông mới cương quyết như thế. Còn nếu phải phân tích thì bài viết có thể chỉ ra như thế này. Với một học trò đầy tài năng đã giúp ông có được thành tích cao đầu tiên về bóng đá Việt Nam, giờ đây đang chịu nhiều áp lực trong sự nghiệp khi còn rất trẻ, một ông thầy tốt sẽ không bao giờ bỏ rơi học trò của mình như thế. Nhìn vào anh Đức, nhìn vào Tuấn Anh, chúng ta có cơ sở để kiên nhẫn với sự lựa chọn của thầy Park. Anh em chỉ động viên, không chê trách gì cả. Anh Dũng cũng đã tự tin hơn, Hoàng Đức chia sẻ sau trận đấu. Không có việc gì lớn ông ơi, Thành Chung bình luận dưới bài đăng của Bùi Tiến Dũng. Sau cơn mưa trời lại sáng, bình luận của Bùi Tiến Dũng. Và quan trọng là quan điểm từ chính thầy Park. Mọi chuyện xảy ra trên sân, huấn luyện viên đều phải chịu trách nhiệm, thật không nên nói về sai lầm cá nhân. Cùng với đó là rất nhiều những lời động viên khác của đồng đội và anh em đồng nghiệp đối với Dũng. Hy vọng Dũng sẽ lấy đấy làm bài học để chơi tập trung hơn trong những trận đấu sắp tới. Chặng đường còn dài và đang khá thuận lợi, hãy dành cho nhau những gì tích cực.